Xin chào anh em, mình là Roman. Anh em đã mua iPhone 14 đời mới chưa? Mình mua rồi đó, mình mua một cái iPhone 14 Pro. Với mình thì iPhone nó luôn luôn có những cái gì đó mà mình rất là thích và mình phải nói là rất là khó bỏ luôn. Từ những cái việc thao tác sử dụng hàng ngày, rồi camera dễ dùng, rồi những cái ứng dụng ví dụ phần mềm, hình ảnh nó lâu lâu nó hiện lên những ảnh cũ coi rất là đã, rất là thích luôn. Một số người thì thích dùng ốp với điện thoại, một số người thì không thích dùng ốp. Cá nhân mình thì mình luôn luôn thích dùng ốp, mình cũng thích dán màn hình nữa bởi vì cảm giác cái điện thoại mình đã được bảo vệ nè, rồi cảm giác cũng cá tính hơn nữa ha. Hôm nay mình trên tay với anh em một bộ sưu tập có thể nói là rất là nhiều mẫu ốp đến từ hãng Laut. Laut là một cái hãng làm ốp đến từ Đức. Nè, Laut ốp đến từ Đức. Mình đã trên tay khá nhiều mẫu ốp của Laut của những cái dòng iPhone đời trước rồi. Và hôm nay mình trên tay dòng dành cho iPhone 14, iPhone 14 Pro Max. Có nhiều mẫu nè, để giới thiệu sơ cho anh em coi. Có dòng Shield là dòng bảo vệ cái này nè. Ở trên hộp họ đề nè, có drop test 4.2m nha. Mình sẽ không drop test đâu, mình sợ hư máy lắm. Shield có mấy mẫu nè. Dòng Hollow Pearl 3m, bảo vệ máy 3m. Rồi dòng Motif bằng da. Chúng ta mở ra thử coi một số những cái ốp này nó như thế nào. Đây là dòng Shield iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max cũng đều có luôn. Shield là bảo vệ tấm khiên đồ này. Thì đây là cái ốp mà sẽ bảo vệ điện thoại anh em tốt hơn do những cái dòng khác. Này, trên đây họ có đề này, họ đã drop test 4.2m rất là cao. Những trường hợp chúng ta sử dụng thông thường thì sẽ khó mà cao được như vậy luôn ha. TLC Trading phân phối thông tin nè, Grip Texture Scratch Resistant, chống trầy, chống đò. Thì mặt sau cũng có thông tin nè, Ultra Tough rất là bảo vệ rất là dữ, rồi Slim rất là mỏng ha. Thì có ba màu chúng ta coi nè, màu xám xám nè, màu xanh lá nè và màu đen. Rồi mở từng cái nè coi. iPhone 4 Pro, đây là màu xám nè. Đẹp, anh em nhìn nè, cái mặt vân vân lên, bóng đẹp chưa. Rồi mình sẽ coi luôn cái màu khác. Đây là cái màu xanh lá nè, wow cũng đẹp luôn. Và đây là cái màu đen dành cho iPhone 4 Pro Max. Gắn máy vô thử nha, gắn máy vô thử liền luôn. Mình có một cái màu xám, mình sẽ gắn vô cái màu vàng này. Gắn vô rất là nhanh. Vì anh biết sao, anh em biết sao, cái phần bên ngoài nè, họ làm bằng nhựa mềm nên mình gắn vô nó nhanh. Rồi mình sẽ gắn cái màu xanh lá này vô trong cái máy màu đen của mình. Đó. Và mình gắn cái màu đen vô trong cái máy vàng này. Đó. Thời gian gắn vô thì rất là nhanh thôi. Rồi nói nhanh về cái cảm giác đầu tiên của mình khi mình gắn cái ốp này lên điện thoại. Và thực sự là nó là ấn tượng đầu tiên của mình với nó đó. Anh em nhìn thấy khi mình gắn vô thì anh em có thể thấy nè, cái màn hình nó sát cái viền này rất là nhiều. Thực sự rất là sát cái viền luôn á. Và mình vuốt qua vuốt lại, cảm giác cái ngón tay của mình đó, nó không có chạm sâu xuống màn hình, không có bị cấn màn hình khi mình vuốt. Thì đó là cảm giác đầu tiên của mình khi mình cắn cái ốp này lên tay. Thực sự bất ngờ luôn. Phần viền bên ngoài nó không có quá cao lên, cho nên là cái máy mình nhìn đã quá. Cảm giác cầm rất là chắc chắn luôn. Máy màu đen này là của mình. Hai cái máy này nè, màu vàng này á, là bên TLC Trading cho mình mượn để bên trên tay những cái ốp này á. Tại vì có mày nhiều máy thì gắn vô thử nhiều ốp được ok hơn. Rồi, đây là nút bằng kim loại và cảm giác bấm rất là mềm. Cảm giác bấm mềm lắm. Thực sự mềm, mềm và nhạy lắm. Thì anh em nhìn nè. Rất là mềm, nhạy. Và điều mình thấy là thực sự rất rất ấn tượng cái việc là phần cạnh bên của này nó không có quá cao lên cho nên mình cầm thoải mái. Màu đen, màu xám, màu xanh lá. Rồi, đây là dòng Shield. Và giá tham khảo của ốp Shield mình coi trên trang web của TLC Trading là 689.000 một cái cho cái ốp này. Ngon á, giá dễ mua chứ bộ. Rồi mình coi ốp Shield xong rồi, bây giờ mình coi thêm một cái mẫu ốp. Đây là ốp trong suốt, đây là ốp Hollow Pearl. Đẹp không? 7 màu. Trong suốt 7 màu. Ốp này sẽ phù hợp nhất dành cho những cái máy vỏ màu sáng. Phần mặt lưng này nè, chất liệu là cứng. Và phần viền bên ngoài là chất liệu mềm, cho nên anh em gắn vô dễ lắm. Và anh em nhìn thấy lên màu đẹp không? Nó sẽ thay đổi màu theo ánh sáng môi trường. Cái phần nút bấm nó cũng mềm. Nút bấm nó mềm. Và nói chung là và ngay cả cái phần viền của nó cũng vậy. Cũng dễ, giúp cho mình dễ sử dụng máy. Nhưng mà không phải là không có tính bảo vệ đâu, anh em vẫn có thể để sắp điện thoại lên trên bàn bình thường. Nó vẫn không có cả cái màn hình xuống đâu ha, vẫn có một cái lớp G lên chút xíu. Và điểm đặc biệt của nổi trội của này là phần màu với phía bên sau lưng. Đẹp ghê. Để mình xem cái ốp này bao nhiêu tiền đây. Ốp Pearl này là giá 809.000 cho cái ốp này. Trong số 7 màu, đẹp lắm á, đẹp.
Bây giờ mình coi tới dòng motif ha. Motif là dòng flagship, dòng đắt tiền của hãng Upland. Giá dòng motif tham khảo là từ 1.049.000. 1.049.000 chúng ta sẽ có những cái ốp. Ok. Bằng da. Để mình xem thông tin cho hợp nè. Vegan leather, da thuần chay, làm từ thực vật, cây cỏ. Cảm giác ngon nè. Bằng da rồi vô đã. Cái nút bấm này cũng là nút bằng kim loại. Nhìn giống một kim loại, đẹp. Như vậy là mình có màu hồng, màu nâu, màu đen và màu đen trái tim. Mặt bên trong của cái ốp này họ có phủ cái microfiber, cho nên là anh em không có sợ bị chảy máy. Ốp này có bảo vệ đã drop test 3m. Giờ mình thử drop test anh em. Máy này máy mượn mà, sẵn drop luôn đi ha. Bảo vệ tốt đó. Nói cho máy mượn mình cũng không nên drop đâu. Drop sẽ tốn tiền của người ta. Cảm giác nè, nút cũng mềm. Ok, nút mềm đó. Và anh em nhìn thấy cảm giác như thế nào. Thì gắn cái ốp này vô mình thấy là cảm giác cầm nắm nói chung là rất là ổn. Da làm từ cây cỏ và thực vật. Các bạn mà yêu động vật á cũng không sợ là cái ốp của mình làm hại tới một cái con vật nào khác ha. Thì toàn là da nhân tạo không à. Mình xem thêm thông tin của ốp này nè. Drop test 3m, vegan leather, tougher, slim, mỏng, hybrid design. À, thêm một thông tin từ nãy giờ mình đọc mà mình lại chưa chia sẻ với anh em là tất cả những cái ốp này đều hỗ trợ sạc MagSafe cả. Tức là anh em sử dụng những cục sạc MagSafe á, và sạc không dây đều sử dụng bình thường ha, không có sợ ảnh hưởng gì cả. Nè, đều có những cái vòng để hỗ trợ sạc MagSafe. Nãy giờ trên bàn mình rất là nhiều ốp rồi ha. Chưa hết đâu, phía sau lưng mình cũng còn rất là nhiều ốp của Loud nữa. Ví dụ như là đây là dòng Hewix Protect nè, Crystal Mirror X, Urban Protect, Crystal M, Hewix Protect. Có nhiều dòng ốp, có nhiều giá tiền khác nhau cho anh em lựa chọn. Thì nói chung là anh em có rất là nhiều lựa chọn khi anh em sử dụng dòng ốp này. Và thiết kế rồi công năng của nó giúp cho anh em có thể bảo vệ cái điện thoại anh em một tốt hơn. Mình nên dùng cái nào giờ anh em? Màu xanh này hay là màu hồng? Màu này đi ha, nhìn cho nam tính. Cảm ơn anh em đã xem cái video này nha. Đây là trên tay nhanh, giới thiệu nhanh với anh em một số những cái ốp của hãng Loud. Rất là nhiều lựa chọn cho anh em luôn. Và chắc là mình sẽ lựa chọn cái ốp này. Ốp đẹp này. Mình sẽ gắn vô. Và anh em coi lại một lần nữa nha. Vì sao mình thích nó. Thực sự là gắn lên nhìn thấy nó mạnh mẽ. Màu cũng đẹp và giá cũng dễ mua, nó 600 mấy ngàn cho cái ốp này. Nhiều khi vô tình mình đang cầm điện thoại đó, đánh rơi cái nó hay gì đó thì mình lại cũng không sợ ngại, không sợ nó bị xui. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video khác của mình nha. Bye bye.